Hồi ba bay mất, chị hai phải bỏ học giữa chừng để đi làm hướng, kiếm tiền phụ với má nuôi tụi con. Cả một đời hy sinh, nhưng nhận về là sự vô tâm hời hợt của những đứa em. Bận bộ đồ thấy ghê, chị đừng có đi ra nha, làm xấu mặt anh Trí nữa. Mấy món này hồi xưa ba mình thích ăn lắm đó mợ Út. Nhìn quê mùa muốn chết. Thôi dẹp đi. Và thành tựu liệu có ích gì một khi chưa biết trân trọng máu mủ tình thâm. Ủa mà nãy giờ chị hai con đâu? Đúng rồi, má không thấy. Cảm nhận bài học nhân văn và sâu sắc với chị hai trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 22 tháng 8 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1.